Các bạn đang nghe truyện trường sinh bất tử trảm yêu trừ ma trên kênh TV Audio CV. Chương 620, biết là bẫy, nhưng liều mạng cũng phải tiến vào. Bên ngoài ngô đồng sơn, một chiếc áo choàng màu đỏ tươi nhanh chóng lướt ngang qua bầu trời, lại bị hai bóng người xông lên ngăn cản. Đồng sư huynh, ngươi muốn đi đâu vậy? Thanh phong chân đạp tường vân, nhíu chặt lông mày hỏi. Dư Triều An còn dứt khoát nhảy lên bảo cụ cưỡi mây của đồng sư huynh, trực tiếp nắm lấy cánh tay gã. Buông ra. Gương mặt âm nhu của đồng tâm xuyến thoáng lộ vẻ nôn nóng, gã trực tiếp trách mắng, bản tọa không bị giam cầm, đi đâu còn cần giải thích với các ngươi ư, bắt hắn lại, chuyện này có vấn đề. Thanh Phong phất phất tay áo, đã nhạy cảm phát hiện ra tình huống dị thường, ta đi gọi nhiếp sư huynh. Nghe vậy, gương mặt đồng tâm xuyến lập tức biến sắc, gã thấp giọng nói, trở về đây, thành thật khai báo. Dư Triều An nhìn chầm chầm vào đối phương, hoàn toàn không có ý buông tay. Thanh Phong bày ra tư thế cất bước, dường như chỉ cần đối phương nói một câu không đúng, là gã lập tức lao đi cáo trạng. Đồng Tâm Xuyến thấy vậy, lúng túng nói, hai con sói mắt trắng các ngươi, thiệt cho bổn tọa còn tặng các ngươi nhiều trận bàn như vậy, đúng là ném cho chó ăn mà. Phát tiết xong cơn giận, lúc này, cả mới lấy một cái ngọc giản từ trong tay áo ra, chỉ thấy bề ngoài của miếng ngọc giản này cực kỳ bóng loáng, lại có từng sợi lưu qua nhanh chóng phun trào. Đồng tâm xuyến hạ giọng nói, đây là vật nhiếp sư huynh tặng ta, hiện giờ nửa kia của nó đã hiện thế. Thanh Phong nghe vậy, thân hình hơi cứng lại. Trên con đường tu hành, trình độ quan trọng của công pháp ra sao, không cần phải nói cũng biết. Mà những loại pháp môn trên thế gian này đều là đường nhỏ. Trân tàn chân chính đều ở trong thư trai của thiên yêu quật, do huyền Minh Chu Hoàng trông coi, đó là tàn pháp cát của Nam Dương Tông mười đại yêu hoàng mỗi một vị trấn thủ địa phương đều là bảo khố có thể làm cho đám tu sĩ rơi vào điên cuồng lần lượt là tàn pháp cát luyện khí điện đang dược phường khác với động phủ do tu sĩ để lại mười chỗ bảo địa này đều mở ra vĩnh cửu lần trước khi con đường phía trước của nhiếp sư huynh bị chặn đứng cả đã liều hết tính mệnh giết vào tàn pháp cát đánh cho chu hoàng bị thương nặng tìm chân pháp về lại lập tức bị yêu hoàng ở cuộc thứ ba dẫn theo năm vị yêu hoàng còn lại vây giết khi trốn trở về chỉ còn lại nửa đoạn thân thể trong những thứ gã mang về khi ấy, có một miếng ngọc giản trong tay đồng sư huynh. Dựa vào vật này, đến tận bây giờ Thanh Phong vẫn chưa từng trông thấy bất cứ nhân vật nào có thể vượt qua được đồng sư huynh trên phương diện trận pháp, ngay cả hứa gia cũng không được. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, cả vẫn quay đầu chạy về phía ngô đồng sơn, ngươi có bệnh sao? Loại đồ vật này sao có thể vô duyên vô cớ hiện thế được, ngươi quay lại cho ta. Bỗng nhiên đồng tâm xuyến đưa tay sợi tơ vàng trên đầu ngón tay nhanh chóng hội tụ thành một tòa pháp trận huyền ảo, trực tiếp bao phủ Thanh Phong vào trong. Mắt thấy đối phương muốn xé cuốn họng kêu lên, cả lại vội vàng điểm liên tục vài cái trên không trung, trực tiếp phong bế miệng mũi của đối phương. Thanh Phong chân nhân trừng to mắt, nhưng vẫn không chút hoảng hốt, lập tức móc miếng ngọc giản từ bên hông ra. Coi như ta cầu xin ngươi đi. Đồng tâm suy móc hết chân thành ra bày tỏ, rồi đột nhiên siết chặt bàn tay, thở phì phò từng ngụm nói, thả ta đi đi mà. Ta sắp bị tra tấn đến điên lên rồi. Đại đạo đang ở trước mắt, nhưng bản thân lại chìm trong một mảnh đen tối, ngươi có hiểu được cảm giác ấy không? Ngươi thì biết cái rắm, ngươi chỉ là một thằng nhãi ranh hóa thần trung kỳ mà thôi. Này! Đừng có dùng ngôn từ công tiếp đồng môn như vậy. Dư Triều An nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Thanh phong chân nhân thoáng trầm mặt một nháy mắt, gã nhìn đồng tâm xuyến xuyến một cái, rồi chậm rãi thu miếng ngọc giản kia trở về. Gã biết vì sao đối phương không xin sư huynh sư tỷ giúp đỡ. Bởi vì đây rõ ràng là một cái bẫy. Thanh Phong vương tay chỉ vào miệng mình, đợi đến khi sư huynh cởi bỏ cấm chế, gã mới có chút mất mát phất phất tay áo nói, chúng ta cùng đi với đồng lư. Không phải chứ, chúng ta hả? Ta không nói mình muốn đi, ta vừa trở về, còn bị thương đó. Dư Triều An há hốc mồm, chỉ vào luồng u quang trên người, gần đây thiên yêu quật rất loạn, ngươi không biết đâu, lần trước ta nhìn thấy con sư tử mắt vàng kia, ngươi có đi hay không? Thanh Phong trừng mắt nhìn gã. Dư Triều An thoáng sững sờ, sau đó thở dài nói, đi. Ta không nói sẽ dẫn các ngươi đi cùng. Đồng Tâm xuyến kinh ngạc liếc nhìn hai người bọn họ, rồi trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Kim Tình sư tử cái chó gì, chỉ cần lần này kẻ tới không phải yêu hoàng thuộc mười cuộc phía trước thì bảo gã liều cái mạng này cũng phải lấy được miếng ngọc giảng trận pháp kia. Đuổi theo. Thanh Phong lập tức vung tay lên rồi vội vàng cưỡi mây đuổi theo phía sau. Thiên yêu quật, lại một cái màn sáng của động phủ từ từ mở ra. Yêu vương phụ trách trấn thủ nơi đây, trơ mắt nhìn lôi đề yêu hoàng từ trong đi ra, sau đó biến mất ở phía chân trời. Nó gãi gãi đầu, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Loại động phủ nhỏ như thế này, không biết đã bị người khác vơ vét bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể khiến một vị yêu hoàng chú ý đến, con yêu vương này hoàn toàn không chú ý tới, lôi đề yêu hoàng mới viễn độn rời đi kia, vừa chui vào tầng mây, thân hình đã dừng lại. Nó cố gắng duy trì tâm thái bình tĩnh, rồi hướng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn xuống phía dưới. Lôi đề yêu hoàng thật sự rất tò mò, rốt cuộc là miếng ngọc giản này có thể đưa tới bao nhiêu tu sĩ của Ngô Đồng Sơn. Chân trước hơi đạp lên, tượng trưng cho sự nhẫn nại của nó đối với kim tình sư tử gần như đã đạt tới cực hạn ngay khi lôi đề đang chú ý xuống phía dưới, nó lại không phát hiện. Cũng có một con đại yêu khác đang chú ý tới nó. ở cách nơi này khá xa, có một cái màn sáng màu đen. con cửu văn hung hổ trên lưng mọc ra đôi cánh đang lười biến của mình trên mặt đất. trước mắt nó là một tấm gương đồng cao một trượng. thứ mà nam dương tông ki lưu lại dùng rất tốt. cách xa như vậy, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình cảnh rõ ràng rành mạch phản chiếu bên trong chiếc gương đồng này. kim sĩ cửu văn yêu hoàng khẽ ngáp một cái nàng thật sự có chút mệt mỏi thân là một trong mười đại yêu hoàng vậy mà dưới mệnh lệnh của lão cẩu kia cuộc sống của nàng lại tụt xuống đến mức còn không bằng cả đám giả yêu kia dù nơi nàng trấn thủ vốn là linh thực viên tầm thường nhất linh dược trưởng thành bên trong đã sớm bị chúng yêu nuốt ăn sạch sẽ nhưng kể cả đống dược chủng còn chưa trưởng thành hay là một mảnh linh thổ cũng tuyệt đối không thể để cho tu sĩ lấy đi được đối với nàng tình huống này có khác gì giam cầm đâu muốn động phủ của bản hoàng, vậy ngươi phải xuất ra bản lĩnh đến phòng thủ mới được. Hung hổ tò mò nhìn về phía chiếc gương đồng, nàng cũng rất muốn biết, rốt cuộc là lão tri chu kia đã chuẩn bị trò hay gì cho con sư tử cùng vọng nọ. Và đối phương có bản lãnh để ứng phó hay không, ngay tại thời điểm những ánh mắt này đều đang chăm chú nhìn vào, thì con yêu vương đang ở phía trước màn sáng vừa mở ra kia, lại thoáng sửng sốt một hồi, cái này, chỉ thấy ở một nơi rất xa, có ba thân hình đang không nhanh không chậm đi tới, trên người tràn ngập yêu khí, kẻ nào trong nhóm này cũng là yêu hoàng. Và tồn tại làm người khác chú ý đến nhất, cũng chính là bóng người vĩ ngạn cao tám trượng đang đi đằng trước nhất kia. Dưới bộ lông bờm uy nghiêm bức người của hắn, là một đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ. Sư Hoàng, có kế sách gì không? Khi hoảng yêu nhìn thấy tòa động phủ kia, đáy lòng nó lập tức rung lên như đánh trống. Cạm bẫy rõ ràng như vậy, ngay cả giả bộ cũng lười, đã nói rõ là lần này lôi đề có sức mạnh rất lớn chống lưng rồi. Kê yêu không nói gì, nhưng rõ ràng là sắc mặt của nó cũng nặng nề hơn lúc trước rất nhiều. Dựa theo tính cách vốn có của kê yêu, thì lẽ ra giờ phút này, nó nên sớm vứt bỏ con sư tử đã đắc tội với thập đại yêu hoàng này ngay mới đúng, nhưng nó thoáng đưa mắt nhìn lên trời một cái, sau đó vẫn quyết định đi theo phía sau đối phương. Kê yêu biết kim sĩ yêu hoàng đang nắm giữ món bảo bối gì, và giờ phút này, rất có khả năng là đối phương đang nhìn chầm chầm xuống nơi đây. Có. Thẩm nghi thuận miệng trả lời. Nghe vậy, kê yêu tò mò ngẩng đầu nhìn lại, đang muốn hỏi rõ ràng, đã thấy đối phương không nhanh không chậm đi tới đỉnh núi phía trên động phủ rồi. Cách con sư tử to lớn kia đột một cắm u vĩ thương xuống đỉnh núi. Ngay sau đó, hắn ung dung ngồi xuống, phản phất như cả ngọn núi cao này chính là vương tọa của hắn vậy. Thẩm nghi dùng một tay chống cầm, bình tĩnh nhìn về phía trước, lặng lẽ quan sát thiên yêu quật dưới chân, tựa như đang đi tuần tra quanh lãnh địa của mình. Dưới sự trợ giúp của Kim Văn Pháp Y, Thẩm Nghi có thể nắm rõ được vị trí của tất cả những sinh linh xung quanh như trong lòng bàn tay của mình. Ngoại trừ mấy con tiểu yêu hiếu kỳ đến xem, ngay cả thân hình lôi đề yêu hoàng đang lén lút ẩn giấu ở phía chân trời, cũng sớm bại lộ hoàn toàn rồi. Nhưng có một điều khiến người ta vô cùng nghi ngờ, bởi vì hắn không thấy một con yêu hoàng nào thuộc 10 cuộc đầu tiên đi tới chẳng lẽ chúng nó không thể tùy tiện đi ra bên ngoài hành động sao trong lòng thẩm nghi mơ hồ có chút suy đoán nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác lúc trước động tác lặng yên nhìn lên trời của kê yêu khẳng định không phải là nhìn về phía lôi đề có lẽ đám đại yêu kia vẫn còn thủ đoạn khác để giám thị nếu là như vậy thật thì có chút đáng tiếc vốn dĩ hắn còn định mượn cơ hội này để làm thịt hai con yêu ma đi theo đằng sau thẩm nghi không biết lôi đề đã chuẩn bị cho mình cái gì nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể hiểu được nhìn chung toàn bộ nam dương tông thì ngoại trừ Ngô Đồng Sơn tồn tại có thể tạo thành uy hiếp đối với yêu hoàng ở cuộc thứ mười mấy cũng chỉ còn lại Huyền Quan Động mà thôi nhưng bên cạnh hắn đã có hai huynh đệ hoãn yêu tương trợ mà lôi đề vẫn có thể chắc chắn như thế thì có thể loại trừ Huyền Quan Động ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi rồi có lẽ hôm nay hắn sẽ gặp được một vài người quen thẩm nghi đến thiên yêu quật vì tầm bảo chứ không phải thật sự muốn chém giết tu sĩ nhân tộc thay đám yêu ma này chỉ cần đệ tử tới từ ngô đồng sơn kia có mang theo một chút đầu óc thì khi nhìn thấy cây u vĩ thương ở trên tay hắn hẳn là đối phương có thể nhanh chóng phản ứng lại hoặc là đối phương đoán ra hắn có quan hệ với đại càng hoặc là ngay cả thẩm nghi có được kim thân mười trượng kia cũng không bảo vệ được cây thương trong tay hắn không cần biết là suy đoán như thế nào đều đủ khiến đám người này tự giác rời đi vì vậy thẩm nghi mới có thể ngên ngang ngồi ở đỉnh núi như vậy đương nhiên nếu như người đến là nhiếp quân hoặc cao thủ tương tự thì chuyện hắn không thể thủ được động phủ này hoàn toàn có thể cảm thông nhưng có bộ pháp y trong người hẳn là chuyện bảo vệ tính mạng không thành vấn đề có điều để tránh xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn hắn còn đặc biệt điều cả thanh hoa tới đây trấn thủ động phủ là một chuyện vô cùng buồn tẻ vô vị nhưng lần này rất nhiều đám yêu ma lại một mực lưu luyến đứng ở chỗ rất xa, hướng ánh mắt tràn đầy trong mong, chăm chú quan sát nơi này, rất lâu cũng không nở rời đi. Sau khi trải qua mấy lần sự kiện, không thể nghi ngờ rằng, Kim Tình Sư Hoàng đã trở thành một con yêu ma nổi bật nhất thiên yêu cuộc hiện giờ. Tất cả đám đại yêu khác đều rất tò mò, rốt cuộc là vị Sư Hoàng này có tiến triển khủng bố đến cỡ nào. Hắn có mạnh như lời đồn, có thể làm cho U Vĩ Yêu Hoàng phải chán nản rời khỏi thiên yêu cuộc hay không, trong lúc cả đám cùng chờ đợi như vậy lại có ba luồng khí tức lặng yên tiếp cận nơi này sư huynh sao ta lại cảm thấy có chút không đúng thanh phong chân nhân đưa mắt nhìn quanh bốn phía đây là lần đầu tiên gã lẻn vào thiên yêu quật nhưng lại cảm nhận được nhiều ánh mắt lén lút nhìn trộm mình như thế cứ như ở khắp nơi xung quanh đây đều có yêu ma đang ngủ đông vậy loại tình huống này thực sự khiến người ta sợ hãi mà không thể nói rõ ra có phải trận pháp của ngươi đã mất đi hiệu lực rồi dư triều an cũng nghi ngờ nhìn lại đồng tâm xuyến ngơ ngác liếc nhìn hai tên sư đệ ngu xuẩn cứ nhất quyết phải đuổi theo này rồi bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt bỗng nhiên gã trực tiếp lướt lên không trung phất tay triệt hồi pháp trận ẩn nấp cái này còn cần phải hỏi sao chẳng phải sự thật đã bày ra trước mắt rồi đồng tâm xuyến cầm miếng ngọc giảng trong tay dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía trước chỉ thấy trên đỉnh núi cao ngất trước mặt, một con hung thú mắt vàng lông bờm khe khẽ lay động, đang ngồi dựa đỉnh núi, nhìn như một vị quân vương. Hắn dùng ánh mắt cực kỳ áp bách quét về phía đám người mình. Hiển nhiên, đối phương đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ rồi, nhưng lại không có bất cứ động tác gì cả, nhìn tư thái bình tĩnh kia, cứ có cảm giác mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi. Đây đúng là con yêu hoàng thuộc cuộc thứ 40 kia. Hàng chân mày của đồng tâm xuyến khẽ giật giật. Dư Triệu An và Thanh Phong cũng kịp phản ứng lại, cả hai lập tức thu hồi trận pháp ẩn nấp trên người mình. Ta đã nói với ngươi rồi, nó không giống như lúc trước. Dư Triệu An bay vút lên, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Gã cũng không ngờ, lúc trước bọn họ còn đang trò chuyện về đối phương, thế mà hiện tại đối phương đã trùng hợp xuất hiện ở trước mặt bọn họ như vậy rồi. Thân hình cao lớn kia, lại thêm thần thái bể nghệ đó chỉ một mình hắn lại khiến cho người ta vô ý thức xem nhẹ hai vị yêu hoàng càng thêm uy danh hiển hách đang đứng sau lưng đối phương. Đây có được tính là cạm bẫy không? Thanh Phong đạp chân lên tường vân, lộ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nếu lần này, bọn chúng ném miếng ngọc giảng kia ra, là để dẫn dụ đồng sư huynh đi tới rồi giết chết, thì vì sao phải làm công khai như vậy, sợ người khác không biết bọn chúng đặt bẫy ở chỗ này sao? Đồng tâm xuyến ngơ ngác một lúc lâu rồi thản nhiên nói, đây được coi là một loại khiêu khích một con yêu hoàng mới quật khởi, muốn lấy đám người mình ra làm đá kê chân cho nó thượng vị. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên gã lại cảm nhận được nhịp hô hấp của hai vị sư đệ phía sau đồng thời ngưng trệ lại. Đồng tâm xuyến lộ vẻ nghi hoặc nhìn lại phía sau, lại thấy hai người kia cùng nhau nhìn chầm chầm vào một nơi nào đó. Gã vội vàng quay đầu, ánh mắt lập tức rơi vào cây trường thương tối tăm trong tay con sư tử trên đỉnh núi. Đây là u vĩ thương của tiểu tử kia trong lòng thanh phong thoáng run rẩy một chút ngay sau đó gã lại không nhịn được lập tức kêu lên đầy sợ hãi hắn đã xảy ra chuyện rồi sao dư triều an và đồng tâm xuyến cùng rơi vào trầm mặc nhưng lại gần như đồng thời nhíu mày bọn họ cũng hồi tưởng lại về người thanh niên mình từng nhìn thấy ở thiên yêu quật lần trước lúc ấy đối phương đã lấy tư thái vô cùng bình tĩnh trực tiếp đâm thanh trường thương này xuyên qua đầu xích tâm xà hoàng bà mẹ nó chứ bọn nghiệt xúc này trên mặt thanh phong lại có nhiều thêm vài phần tức giận, gã không nhịn được lập tức vén tay áo lên. Mặc dù lần trước tiểu tử kia rất không khách khí với gã, nhưng trên thực tế, gã vẫn cực kỳ coi trọng thẩm nghi này. Một tu sĩ thiên kiêu vừa mới cuộc khởi, lại cứ như vậy mà ngã xuống trong tay thiên yêu cuộc rồi, đồng tâm xuyến hít sâu một hơi. Nếu nói lúc trước, gã còn cho rằng Dư Triều An nói ngoa, thì bây giờ trong lòng đã thận trọng hơn không ít. Phải biết rằng lúc trước, thanh niên kia từng độc chiến ba hóa thần trung kỳ nhưng vẫn có thể lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát trực tiếp chém giết cả ba lại thêm bộ kim thân sáu trượng chưa từng động thủ kia hai người liên thủ hẳn là không thua kém tu sĩ hóa thần hậu kỳ chí ít là con u vĩ yêu hoàng không có xương đuôi không thể động được đến tính mạng của hắn nhưng hiện giờ hắn lại thua trong tay con sư tử trước mặt này nếu suy nghĩ theo hướng này thì có vẻ như con kim tình sư tử trước mắt không cần dư triều an hỗ trợ vẫn có thể bắt được U Vĩ. Ngay cả yêu ma cũng biết phải sớm chém dết thiên kiêu của nhân tộc ta. Dư triệu An nhếch môi tự dẻo, sát khí trong mắt lập tức lộ ra, vừa lúc, nó ở thiên yêu quật cũng coi như một tồn tại rất có tiềm lực, chúng ta dứt khoát xông lên, một mạng đổi một mạng. Đồng tâm xuyến kinh ngạc nhìn miếng ngọc giản trong tay, ánh mắt càng thêm sắc bén. Ngay sau đó, ba bóng người đồng thời hành động, không hẹn mà cùng lướt đi, khoảnh khắc tu sĩ Ngô Đồng Sơn hiện thân, trong đám yêu ma vốn đang vây quanh nơi xa không ít tồn tại vốn đang do dự cũng không do dự thêm nữa đã trực tiếp rời đi đồng tâm xuyến xính dư triều an lý thanh phong bất kỳ một vị nào trong nhóm này đều là tu sĩ có hung danh hiển hách ở thiên yêu quật cũng gần như là tu sĩ tuyệt đỉnh ở nhân gian rồi xem náo nhiệt trước mặt bọn họ chỉ sợ sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình ngay cả Kim Sĩ Cửu Văn Hổ sau tấm gương đồng kia cũng chậm rãi chống người ngồi dậy, nàng rất tò mò, rốt cuộc là Chu Hoàng kia đã lấy ra thứ gì mới có thể dẫn dụ mấy tên mầm non bảo bối của Ngô Đồng Sơn này đồng loạt xuất động. Chỉ có Lôi Đề Yêu Hoàng đang núp trong bóng tối là lộ ra một nụ cười đắc ý, nó gần như đã nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của con sư tử kia khi chật vật chạy trốn rồi, thậm chí đối phương có thể chạy thoát hay không còn khó mà nói được. Sư Hoàng hoảng yêu nuốt một ngụm nước miếng, nó vừa vô thức lui về phía sau hai bước lại lập tức bị đồng bạn dùng một tay kéo lấy kê yêu lại đưa mắt nhìn lên bầu trời một cái lúc này mới buông bàn tay ra nhẹ giọng nói sư hoàng hiện giờ ngươi cũng nên đưa ra một lời giải thích rồi phải đối diện với ba bóng người mang theo khí thế hung hãn kia rốt cục thẩm nghi cũng đứng lên tiện tay cầm lấy thân thương lạnh buốt ngay sau đó hắn không nhanh không chậm tiến lên một bước thản nhiên nói ngươi chỉ cần bắt hắn lại là đủ rồi. Kê yêu nhìn theo ánh mắt của hắn, lại rơi xuống người thanh phong, trong mắt lập tức lóe lên một tia nghi hoặc. Bản thân nó vốn là yêu hoàng của cuộc thứ 18, nhưng chỉ cần đối phó với một tu sĩ hóa thần trung kỳ thôi sao, vậy hai vị khác. Kê yêu liếc mắt nhìn lại, đã thấy con sư yêu hùng tráng kia rút u vĩ thương ra, trong con mắt màu vàng kim lóe lên một mảnh sát phạt nồng nặc, bọn chúng là của bản hoàng. Vừa dứt lời, hai con yêu bên cạnh đã đồng loạt ngẩn ngơ. Hoảng yêu càng kinh ngạc nhìn lại, vậy ta thì sao, chỉ thấy khóe môi con sư tử kia khẽ nhất, vẽ nên một nụ cười mỉa mai, rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cửu văn kim sĩ hổ không nói gì, chỉ một mực nhìn chầm chầm vào chiếc gương đồng. Trước kia nàng chưa từng nghe nói đến chuyện này, hóa ra trong thiên yêu quật vẫn còn một con yêu ma kiêu ngạo đến vậy ngay sau đó, đôi đồng tử dọc của nàng lại khẽ nở to ra, xuyên thấu qua chiếc gương kia, nàng lập tức trông thấy ba tu sĩ của ngô đồng sơn vốn đang chạy nhanh về phía động phủ bỗng nhiên lại ngưng trệ ngay giữa không trung phù phù dư triều an càng ngày càng thở gấp gã nhìn khuôn mặt hung thần ác sát bỗng nhiên kề sát trước mặt mình kia bốn mắt nhìn nhau trong đôi mắt màu vàng óng ánh của đối phương trực tiếp phản chiếu thân thể của gã cảm giác áp bách thật cường hãn bỗng nhiên gã mở miệng quát lớn tụ sơn vi đinh tiên thạch vi giáp hiển tụ tập những ngọn núi thành người, lại dùng tiên thạch làm giáp, thân là đệ tử Ngô Đồng Sơn, đương nhiên môn công pháp gã tu tập chính là hóa thần trân pháp. Vừa đối mặt, Dư Triều An đã theo bản năng, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu áp đáy hồng của mình, chỉ hành động này thôi cũng đủ để thấy áp lực trong lòng gã nặng nề bao nhiêu. Trong nháy mắt sau đó, một đống bụi đất xung quanh đã bay lên, rồi nhanh chóng hội tụ thành lục đinh lục giáp với thân hình vĩ ngạn, ai nấy đều uy phong lẫm lẫm, ở trước mặt hắn, ngay cả con sư hoàng cao tám trượng trước mặt kia cũng chỉ đứng tới đầu gối của bọn chúng mà thôi. Mười mấy đôi bàn tay to lớn, mang theo uy thế muốn lấp kín cả đất trời cùng chọc về phía Kim Tình sư hoàng. Đối mặt với cảnh tượng dọa người này, Thẩm Nghi lại mạnh mẽ vung trường thương ra. Trong ánh sáng âm u nồng đậm kia, bàn tay khổng lồ cứng rắn của nhóm binh giáp lập tức bị đập nát chỉ trong nháy mắt. Lại thấy thân thương tráng kiện tựa như một cây đại thụ chọc trời dù đã phá tan mấy tầng chướng ngại vừa nãy vẫn chưa hết lực, lại tiếp tục quét ngang ra, dư triều an trừng to mắt nhìn, bàn tay liên tục bấm pháp quyết, một tầng kim giáp sáng chói trực tiếp xuất hiện, bao lấy bên ngoài thân thể gã, sau đó, cả người đã bị thân thương đập bay ra ngoài. Chịu ảnh hưởng bởi lực đạo hùng hồn kia rút xuống, chẳng những trong người vô cùng đau đớn, thậm chí dư triều an còn có cảm giác ngũ tạng linh căng trong người mình cũng lệch vị trí luôn rồi bộ kim giáp bên ngoài thân thể cả trực tiếp nổ tan chỉ trong nháy mắt cả người ầm ầm rơi xuống khiến mặt đất nứt ra rồi lăn lộn trên mặt đất suốt vài chục trượng tựa như một cái bao tải rách phải biết rằng cửu yêu hóa ma đại pháp của thẩm nghi đã đạt đến trình độ viên mãn lại thêm u vĩ thương cả hai thứ này cùng kết hợp lại đồng thời đánh ra một đòn khiến cho luồng yêu lực mãnh liệt bột phát ra trong nháy mắt này đã khiến lôi đề yêu hoàng đang ẩn nút trên đám mây cũng không nhận được phải nghiêng đầu né tránh dù đã đoán trước thực lực của Kim Tình Sư Hoàng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đối phương chỉ dùng một chiêu đã cho Dư Triều An ăn quả đắng như vậy, bốn con mắt màu xanh sẫm của nó cũng vô thức lóe lên một tia hoảng sợ kinh hồn. Theo sau đó, Lục Đinh Lục Giáp bên kia đang nỗ lực dùng cánh tay gãy của mình, ầm ầm đập về phía con sư tử nọ. Cánh tay khổng lồ với những đường nứt chằng chịt, chỉnh tề hạ xuống, kim quang mãnh liệt bùng lên, mang theo uy thế vô biên, làm cho người sợ hãi. Quanh. Quanh. Oanh, mắt thấy sư hoàng đã bị chôn xuống đất, cánh tay bị gãy của đám binh giáp lại lập tức dung hợp lại với nhau, muốn ngưng tụ thành một ngọn núi lớn trực tiếp trấn ma tại chỗ. Đột nhiên, ngọn núi lớn chỉ vừa mới thành hình này lại bị thứ gì đó hơi nâng lên một chút. Khi thấy rõ tình hình bên dưới, lôi đề yêu hoàng lại bắt đầu khu khu móng trước, để lộ ra cảm xúc cuốn cùng nôn nóng trong lòng mình. Chỉ thấy con sư tử kia dùng một tay cầm thương, mũi thương chỉ nghiêng xuống đất, trong khi cánh tay còn lại của hắn đang nâng chân núi kia lên, rồi đột một phát lực, khiến cho lục đinh lục giáp cùng nhau lão đảo, rơi xuống phía sau. Rõ ràng phải hứng trọn cú đấm mãnh liệt vừa rồi, nhưng ngoại trừ phần lông bờm có chút hỗn loạn, người ta tuyệt đối không nhìn thấy bất cứ vết thương nào trên người hắn nữa. Theo sau đó, thẩm nghi ném mạnh cây trường thương trong tay ra. U vĩ thương lập tức hóa thành một luồng lưu quang đen kịt, phanh phanh, hai tiếng xuyên qua thân thể đinh giáp, đập nát chúng nó, một lần nữa biến mấy thứ khổng lồ này thành một đống bụi mù đầy trời, trường thương lướt ngang qua chân trời, lại đảo ngược trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ở trước mặt hắn, loại chân pháp mà Ngô Đồng Sơn vẫn lấy làm tự hào, lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Cái này, nỗi sợ hãi lập tức phủ kín trong mắt Hoảng Yêu. Thân là yêu hoàng ở cuộc ngoài 20, nó hiểu cực kỳ rõ về thực lực của mấy vị tu sĩ Ngô Đồng Sơn này. Chỉ nói đến dư triều an thôi, ngoại trừ thắng thua, cả hoàn toàn có thể đánh tay đôi với u vĩ yêu hoàng. Nhưng ở trước mặt kim tình sư hoàng này, ngay cả hai chiêu qua loa sơ sài của đối phương, cả cũng không đỡ nổi. Kê yêu không do dự thêm nữa, nó trực tiếp lướt ngang ra, đánh thẳng về phía thanh phong, mặc dù có cảm giác mình đang bị con sư tử kia khinh thường, nhưng ở thời điểm hiện tại, với thực lực đối phương vừa triển lộ ra kia, nó cũng hiểu, đối phương thực sự có tư cách này. Sư huynh cẩn thận. Thanh phong chân nhân nhìn về phía đồng tâm xuyến, trên mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn quyết đoán xoay người bỏ chạy. Với thực lực của gã, tình huống tốt nhất mà gã có thể làm được, đó chính là kiềm chế một con yêu hoàng hóa thần hậu kỳ, để hai vị sư huynh có thể chuyên tâm đối phó con sư tử này. Thanh phong cưỡi mây bay xa, cũng thuận tiện vứt một tấm sa mỏng xuống, để nó hóa thành một tấm màn sáng bao phủ lên dư triều an đang nằm dưới đất, tranh thủ thời gian khôi phục cho đối phương, trong lòng lại oán thầm, Trầm Mi ơi là Thẩm Nghi, ngươi đúng là xui xẻo đến tận nhà rồi. Chỉ dựa vào bản lĩnh của Thẩm Tiểu Tử, thì ngoại trừ chỗ sâu bên trong thiên yêu quật, cả thiên hạ này, hắn đều có thể đi. Ai mà ngờ được một con yêu hoàng ở quật thứ 40 lại đột nhiên trở nên cường hãn như thế, chắc hẳn là đối phương vô ý gặp phải tai ương rồi. Hôm nay ta cũng gặp xui xẻo. Thanh Phong quay đầu lại nhìn con thải nghe yêu hoàng đang đánh tới, vẻ mặt lạnh nhạt đi rất nhiều. Gã lập tức phất tay vẫy ra đến 10 kiện pháp bảo, đao thương kiếm kích mọi thứ đều đủ cả. Trên thực tế, thực lực dùng để đấu pháp vốn không phức tạp lằng nhằng như vậy, nói trắng ra là so đấu về cảnh giới, công pháp và pháp bảo mà thôi. Thanh Phong chân nhân có thể lấy tu vi hóa thần trung kỳ đánh ra thanh danh to lớn như vậy, thậm chí còn được người ta lấy ra để so sánh với Yêu Hoàng hóa thần hậu kỳ, thì ngoại trừ công pháp ra, thứ gã dựa vào chính là đủ nhiều bảo bối. Thẩm Nghi nhìn bóng dáng Thanh Phong độn đi thật xa, một chút cảm giác khó nói nên lời nhỏ đến mức không thể nhận ra trong mắt, cuối cùng cũng giảm đi vài phần. Tốt xấu gì Ngô Đồng Sơn vẫn đáng tin hơn. Nghĩ đến đây, hắn lại nhanh chóng nhắm mắt, hạ chỉ lệnh cho Thanh Hoa. Tốn công sức diễn một vở kịch như vậy, kiểu gì cũng phải cho chính mình ăn chút gì đó. Nghiệt súc, có phải ngươi đã quên ta rồi? Đồng tâm xuyến liếc mắt nhìn Dư Triệu An ở phía xa một cái, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng tốc độ di chuyển 10 ngón tay lại nhanh gấp mấy lần bình thường. Gã lạnh lùng nhìn chầm chầm vào con sư tử bên dưới. Rốt cuộc, đồng tâm xuyến cũng chậm rãi nắm lấy những ngón tay thon dài của mình. Khốn trận đã thành, thế cục đã định. Trong chốc lát, một sợi kim tuyến đã bao xung quanh, tạo thành một vòng tròn, trực tiếp phủ lấy phương viên năm dặm gần đó, rồi nhanh chóng lan tràn vào giữa giống như một cái mạng nhện, diễn hóa thành trận phù huyền ảo. Mấy con chim phượng duyên dáng có hình thể khổng lồ, chuyển bay vòng quanh sợi kim tuyến hai cánh đập nhẹ từng điểm sáng giống như mưa bụi rơi xuống hội tụ thành một tấm màn sáng hình trụ tròn ngươi đáng chết trong nháy mắt khi nhìn thấy dư triều an bị đánh bay đồng tâm xuyến đã cắm miếng ngọc giản trên tay vào trong đai lưng lại lập tức vươn một tay khác tới điều này cho thấy gã thật sự nổi giận rồi thậm chí còn tạm thời buông xuống đại đạo của bản thân để chiến một trận thân là trận pháp sư mạnh nhất thế gian cả sẽ khiến cho con sư tử phía dưới hiểu được một điều rằng vận dụng mang lực ở trước mặt cả là chuyện nực cười đến cỡ nào. Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy màn sáng kia, kim sĩ cửu văn hổ đang chăm chú quan sát phía sau chiếc cương đồng, đã chậm rãi hóa thành hình người, bờ môi to lớn khẽ mở, lạnh lùng nói, ngăn hắn lại, chờ ta tới. Kim tình sư hoàng đã biểu hiện ra đủ thực lực, mà thứ như trận pháp này, đúng là có chút gây khó dễ cho yêu ma. Xem ra đám đệ tử Ngô Đồng Sơn trước mắt chỉ đơn thuần là liều lĩnh xông đến, chứ không phải kế điệu hổ ly sơn, nàng tạm thời rời đi một lát hẳn là không có vấn đề gì. Ý niệm tới đây, nàng đã phất tay thu hồi chiếc gương đồng kia lại. Hoảng yêu nghe lời nói truyền đến trong đầu, toàn thân lập tức chấn động, nó lại vô thức tiến về phía trước một bước. Đúng vào lúc này, đột nhiên nó nhìn thấy tia thanh quang vừa tán đi ở phía xa xa, đồng thời, dư triệu an vốn đang nằm dưới đất, lại trực tiếp xuất hiện, nhe răng nhếch miệng nhìn nó rồi. Cái này, nói đùa gì thế? có phải đầu óc con hổ cái kia đã xảy ra vấn đề rồi? Con sư tử trước mắt có thể đánh nhau với hóa thần hậu kỳ, nhưng không có nghĩa là bất cứ con yêu hoàng nào ở trong cái thiên yêu cuộc này cũng có thể làm được như nó. Nàng ra lệnh cho hoảng yêu ta xông lên ngăn đối phương lại, nhưng nàng lại không nói, ta phải lấy cái gì ra để ngăn cản đồng tâm xuyến kia bày trận. huống chi, chuyện sống chết của sư tử trước mặt có liên quan quá gì đến ta đâu, tiếp tục kiêu ngạo đi. Hôm nay đạo gia không đánh cho ngươi ị ra quần, thì coi như trước đó ngươi đã thải sạch sẽ rồi dư triệu an vừa dọa được hoảng yêu đã lập tức bay lên không trung đến bên cạnh đồng tâm xuyến nhìn kim tình sư tử ở trong pháp trận cả lập tức nghe răng cười cười rồi kéo đạo bào lên xong trưởng đột ngột đập vào nhau đồng tâm xuyến ném ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn tên ngu ngốc này một cái rồi nhanh chóng thu tâm tư lại bắt đầu bố trí sát trận thứ hai đúng vào lúc này đột nhiên con ngươi trong mắt cả thoáng co rút lại chỉ thấy kim tình sư hoàng thoáng quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, trong ánh mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh, không có lấy một chút gợn sóng nào. Sau đó, nó tùy ý tiến lên một bước. Bộ pháp nhìn như hỗn loạn lung tung kia lại càng ngày càng trở nên nhanh chóng, mỗi một bước đều như trực tiếp dẫm thẳng vào lòng đồng tâm xuyến, khiến sắc mặt của gã lập tức trở nên dữ tợn. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, thẩm nghi đã không nhanh không chậm rời khỏi màn sáng kia. Ấy vậy mà mấy con chim phượng bên trong trận pháp vẫn tỉnh bơ, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy hắn, chúng vẫn đang bay múa, rồi không ngừng vẫy điểm sáng ra xung quanh. Bá theo một tiếng xé gió truyền đến, Dư Triều An nhìn đôi mắt màu vàng to lớn trước mặt, pháp quyết vừa niệm được một nửa đã vội vàng dừng lại, cả có chút xấu hổ nhếch khóe miệng nói, Sư Hoàng, vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi. Đồng tâm xuyến bắt đầu thở gấp hơn, cả hướng đôi mắt mắt tràn đầy tức giận và kinh hãi đến khó tin, một mực nhìn chầm chầm vào con hùng sư trước mặt, động tác trên tay cũng đang lặng yên mà ngừng lại, sát trận vừa mới bày được một nửa đã hoảng hốt rời tay. Mây mù đầy trời đột ngột tiêu tán, để lộ ra hai thanh long hổ đại trác, một, đang dùng tốc độ mắt thường cũng khó có thể thấy được, ầm ầm rơi xuống phía dưới. Một, để hình dung long hổ đại trác nó là cái gì, mọi người có thể xem phim bao thanh thiên, long đầu trảm, cẩu đầu trảm, chính là nó đó. Sau đó, hung hăng chém vào phần lưng cuồn cuộn cơ bắp của con sư tử kia. Trắc, không hiểu sao long hổ đại trác lại vỡ nát nhưng ánh mắt con sư tử kia vẫn bình thản như thường thậm chí còn phát sinh bất cứ biến hóa nào cả rồi ngay sau đó hắn vung trảo móng vuốt bén nhọn mang theo tiếng xé gió nặng nề đập thẳng xuống thân thể hai người khó khăn lắm thân thể dư triều an mới khôi phục lại đã bị đánh bay ra ngoài nhưng lần này bên cạnh gã còn có thêm một bóng người ánh mắt đồng tâm xuyến lộ rõ vẻ hoảng hốt thân thể gã cũng bay thẳng ra ngoài tựa như vừa gặp phải một loại đã kích cực lớn, khiến tâm thần hoang mang cực độ. Gã cứ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trên thế gian này lại có người chỉ cần liếc nhìn mấy cái là có thể trực tiếp rời khỏi tòa trận pháp mà gã vẫn lấy làm tự hào, phải biết rằng, ngay cả tồn tại có tạo nghệ tương tự với gã, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện phá trận nhanh chóng đến mức gần như không cần phải suy nghĩ cái gì. Ngay tại khoảnh khắc trước khi rơi xuống đất, rốt cục gã cũng tế ra một đóa tường vân nâng hai người lên ngón tay lại khẽ nhúc nhích vẫn muốn bày trận thêm một lần nữa nhưng sau một thoáng run rẩy ngắn ngủi gã dứt khoát vỗ thẳng xuống cái túi trữ vật bên hông theo sau đó một tấm trận bàn nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ đã bay ra từ bên hông gã đó là công cụ sư phụ từng dùng để truyền thụ trận pháp cho đồng tâm xuyến lấy ra vật này có nghĩa là đồng tâm xuyến dù không nguyện ý thừa nhận nhưng trong lòng đã trực tiếp nhận thua đối phương trên phương diện trận pháp rồi mặc dù trong miệng gã vẫn luôn ghét bỏ mấy người kia, nhưng vào thời khắc mấu chốt như vậy, gã lại không nỡ lấy tính mạng của hai vị sư đệ nhà mình đi đánh cược chỉ để xả một chút bực bội nhất thời. Trốn đi. Gã nhắm mắt lại, giọng nói có vẻ vô lực. Trên trận bàn lập tức bắn ra một luồng hào quang chói mắt, trực tiếp bao phủ lấy thân thể con sư tử kia. Ngay sau đó, đồng tâm xuyến tóm lấy tay áo bào của sư đệ, rồi dứt khoát bỏ chạy về nơi xa, ngay cả đầu cũng không quay lại, nhưng dường như kim tình sư hoàng bên kia đã dự liệu được điều gì, bởi vì trước khi bị bao phủ, nó lại một lần nữa ném thanh trường thương trong tay ra. U vĩ thương hóa thành một luồng lưu quan cực nhỏ đuổi theo hai người, đánh vào bên hông đồng tâm xuyến, lại một lần nữa đánh bay gã ra ngoài trăm trượng. Phốt! Đồng tâm xuyến phun ra một nguồn máu tươi, có chút hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhưng sau đó, dường như đã cảm ứng được điều gì, gã lập tức đưa tay về phía bên hông, hốt hoảng tìm kiếm. Ngươi không sao chứ? Làm sao vậy? Dư Triều An thở hổn hển hỏi. Ta, không sao cả, đi trước đi. Đồng tâm xuyến vuốt cái đai lưng rỗng tuết của mình, khẽ cắn môi, cố gắng nuốt xuống ngụm huyết tương vừa trào lên trong miệng, nhưng vẫn không có ý quay đầu lại. Thẩm nghi thu hồi u vĩ thương, nhìn về phía cơn mưa kiếm đang trải rộng màn trời chung quanh, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía con Hoảng Yêu bên cạnh, lạnh lùng nói, ngăn chúng nó lại. "Ta." Hoảng Yêu há hốc mồm nhìn. "Mẹ nó, ngươi còn chỉ huy cả ta hả?" Cứ giữ mạng trước lại nói sau, sau đó, Hoảng Yêu thở dài một hơi, giả vờ dùng hết sức lực, đuổi theo hai người phía trước. "Phù." Đến đây, Thẩm Nghi lại một lần nữa nhìn về phía cơn mưa kiếm đằng xa. Vừa rồi hắn có thể phá được trận pháp của đồng tâm xuyến, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đã tiêu hao hơn hai vạn năm thọ nguyên, để học thuộc lòng toàn bộ những trận đồ của hứa gia, thậm chí loại học thuộc lòng này còn bao gồm cả suy đoán, ảo tưởng viễn vông, liên tưởng hoang đường, tất cả đều học hết, tuyệt đối không buông tha một loại nào. Mà loại khốn trận đồng tâm xuyến mới bày ra kia lại vừa vặn nằm trong một thức trận đồ đã được hắn nghiên cứu qua. Hắn không dựa vào thiên phú và linh tính để phá trận, hắn chỉ đơn thuần thuộc hết toàn bộ chúng mà thôi cho nên không cần phải suy nghĩ gì cả đó là phương thức giải quyết của hắn khi gặp được trận pháp quen thuộc còn tòa pháp trận hoàn toàn xa lạ trước mắt cũng chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi trong tháng chốc tiếng kiếm ngân vang vọng chính tầng trời toàn bộ những luồng lưu quan hóa thành như mưa phùng nhỏ như lông trâu đều rơi xuống người con sư tử ấy trong tiếng nổ vang đinh tai nhức ốc phạm vi mấy chục dặm xung quanh đều ầm ầm rung mạnh Vô số đất đá bật tung lên. Hít. Con Hoảng Yêu vốn đang giả vờ đuổi theo, cả người lập tức rung lên, nó kinh sợ quay đầu nhìn lại, để rồi ngay sau đó, toàn thân đều cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy trong mảnh đất đá đầy trời kia, có bóng người cao tám trượng đang không nhanh không chậm bước ra. Nó vẫn giữ nguyên tư thái cao ngạo tựa như quân vương lúc trước, bình tĩnh đi tới bên cạnh Hoảng Yêu, tựa như tòa kiếm trận khiến thiên địa biến sắc vừa rồi cũng chỉ là ảo giác thẩm nghi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khoảng không chẳng có lấy một bóng người phía trước sau đó khẽ lộ ra một nụ cười ngươi luôn thích ngán đường người ta như vậy trong lúc nói chuyện con sư tử kia lại chậm rãi cúi đầu xuống khoảng yêu chính là mục tiêu đang bị đôi mắt màu vàng kia chăm chú nhìn vào không ngờ dưới ánh mắt ấy nó lại đứng không vững thân là yêu hoàng nhưng ngay trước mắt bao người nó lại làm ra một hành động cực kỳ hoang đường đó là ngã ngồi xuống sư hoàng không phải ngươi Ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích, trong tiếng cầu xin tha thứ đầy thê lương thảm thiết nọ, thanh trường thương tối tâm kia đã đột ngột xuyên qua cổ họng nó, yêu huyết tanh hôi bắn tung tóe ra ngoài. Cố ý thả đệ tử Ngô Đồng Sơn rời đi, còn muốn ngụy biện. Thẩm Nghi Miễn cười ấm áp, nhưng ngay cả kẻ đứng ở xa tận chân trời, cũng cảm thấy không rét mà run. Ngươi cho bản hoàng là con lợn ngu sao? Trong lúc nói chuyện bàn chân sư tử to lớn đã bao phủ cái đầu của hoảng yêu, đột nhiên xé toạc nó ra. Suy lạp, con sư tử kia há miệng, chậm rãi gặm ăn huyết nhục trên đó. Ngay dưới cái nhìn chăm chú của đám đông yêu ma, nó cẩn thận tỉ mỉ lại có phần giữ tận điên cuồng, từ từ nuốt con hẳn yêu kia vào trong bụng. Toàn bộ thiên yêu quật lập tức chìm vào một mảnh yên tĩnh đến ngạt thở, bao gồm cả nữ nhân đầy đặn vừa chậm rãi hạ xuống sau lưng con sư tử kia kim sĩ cửu văn yêu hoàng vỗ hai cánh dùng ánh mắt vô cùng phức tạp chăm chú nhìn vào cảnh tượng trước mắt tàn bạo lại không cho phép làm trái lời mình sát phạt mà một chút cũng không nể tình dù nó trời sinh tính tình yếu đuối nhưng tuyệt không phải cố ý muốn cấu kết với ngô đồng sơn nó dù thế nào cũng là thuộc hạ dưới trướng bổn hoàng ngươi làm như vậy có phải là hơi quá đáng hay không phù thẩm nghi lấy móng vuốt ra lau vết máu trên khóe môi thản nhiên nói cấu kết hay không Ngươi nói không tính, bản hoàng chỉ tin tưởng vào con mắt của mình, nó đã thả con mồi của ta đi. Ta vốn có thể là một lần hành động, trực tiếp đánh gãy xương sống của Ngô Đồng Sơn. Hắn chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Kim Sĩ Cửu Văn Yêu Hoàng nghe vậy, cũng thoáng ngẩn ra trong nháy mắt, rồi đột nhiên đôi mắt nàng có thêm một tia phẫn nộ, "Theo ta trở về, ta có lời muốn nói với ngươi." Thẩm Nghi Hờ hững ngoái đầu nói, "Ta còn có việc chưa làm xong." "Chuyện gì?" nữ nhân kia nhíu mày nhìn lại đã thấy thẩm nghi chậm rãi xuề bàn tay ra trong lòng bàn tay có một miếng ngọc giản nhỏ nhắn đang lấp lánh sáng hắn khẽ nhếch khóe môi lên nhìn về phía chân trời bản hoàng muốn biết đây là thứ gì vì sao thiên yêu cuộc lại không dung được bản hoàng dù ta đã lập nên công lao hãng mã cho nơi đây lời nói chậm rãi thốt ra ngay dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt màu vàng kia lôi đề yêu hoàng sợ hãi đến kinh hoàng lôi lân toàn thân nổ tung ra nó trục dạ vội vàng xoay người chạy thuộc mạng về phía thông minh lôi trì kim sĩ cửu văn yêu hoàng chợt chìm vào trầm mặc ánh mắt càng thêm phức tạp một con đại yêu giả tâm bừng bừng muốn trở thành thủ lĩnh thiên yêu quật làm sao có thể để kẻ phản bội tồn tại ngay dưới mí mắt của mình được tùy ngươi nàng phất tay sau đó xoay người rời đi nhưng sau khi sự việc kết thúc ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời dường như con kim tình sư tử kia hoàn toàn không nghe thấy những lời nàng nói nó quay người lại tức bước đi vào bên trong động phủ kia, chỉ để lại một bầy yêu vẫn còn đang vây xem ở phía xa. Ánh mắt chúng nó mang theo vài phần kính sợ, vẫn một mực chăm chú nhìn về phía Kim Tình sư hoàng đang lặng lẽ rời đi. Thật lâu sau cũng không có đứa nào dám lên tiếng. Bên ngoài thiên yêu quật. Thanh Phong chân nhân cầm trên tay một cái bát sứ màu xanh trắng, trong bát chỉ còn lại một tầng nước trong. Mà trên đỉnh đầu gã, lại có một tấm màn nước đang phun trào, trực tiếp che đậy nó lại. Thải nghe yêu hoàng với vẻ mặt lạnh lẽo đã sớm hóa ra nguyên hình, hai tay biến thành đôi cánh lớn che khuất bầu trời. Mỗi lần đập xuống đều có thể gọt bớt vài phần cái màn nước kia. Trên người gã hiện đầy những vết thương, đúng là nhìn ngoài sẽ có chút dọa người, nhưng gần như chúng đều là vết thương ngoài da. Nhìn ép trên phương diện cảnh giới, cần phải có rất nhiều nội tình đi bù lại. Và thật rõ ràng, pháp bảo trong tay thanh phong chân nhân còn chưa đủ nhiều, cũng không đủ mạnh. Lý Thanh Phong trầm mặt nhìn về phía thiên yêu quật. Cái chén sứ này đã là thủ đoạn cuối cùng của gã rồi. Đợi cho đến khi nước trong chén tiêu hao hầu như không còn, gã cũng không còn sức chống cự với con yêu hoàng trước mắt nữa. Theo lý mà nói, thân là tu sĩ hóa thần trung kỳ, có thể kiềm chế thải nghe yêu hoàng lâu như vậy, thì kể cả mạch suy nghĩ lẫn cách làm, đều đã được coi là hoàng mỹ rồi. Nhưng vấn đề không nằm ở vị trí của gã, nó lại xuất hiện trên người hai vị sư huynh kia, bởi mãi đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa rời khỏi. Chẳng lẽ con sư tử kia thật sự mạnh mẽ đến mức có thể lấy một địch hai, xong đời rồi, Lý Thanh Phong quán thầm một câu, cả muốn mượn điều này để kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng. Tình huống hiện tại của gã hoàn toàn là Bồ Tát bùng qua sông, bản thân khó bảo toàn, lấy đâu ra có dư lực đi lo lắng sư huynh, nhưng suy tư hồi lâu, cả lại nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc là bản thân còn bản lãnh gì có thể phát huy tác dụng trong giờ phút này, chẳng lẽ trơ mắt chờ chết, đúng vào khoảnh khắc đó, dường như gã vừa nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên lại mở to hai mắt nhìn qua. Thải nghe yêu hoàng nhìn màn nước chỉ còn một thước mỏng manh, lập tức châm biếm nói, ngươi đã lớn đến từng này tuổi đầu rồi, còn chơi loại thủ đoạn ấu trĩ như thế, muốn lừa bản hoàng quay đầu lại sao lời còn chưa dứt, một cánh tay màu vàng đậm tráng kiện lại đột một vòng quanh cổ nó. Bị lực lượng khủng bố kia bóp lấy cổ họng, Thải nghe yêu hoàng giãy dụa điên cuồng, nó cố gắng quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể đối mặt với một khuôn mặt dữ tợn mà không mất đi vẻ uy nghiêm thân hình cao lớn hơn 10 trượng, cường tráng đến đỉnh điểm. Khí thế toàn thân hùng hồn, trực tiếp chiếu rọi xung quanh thành một màu vàng sậm. Thải nghe yêu hoàng cũng mở to hai mắt nhìn qua, nó không thể lý giải nổi tình huống này, dù nó vốn không để thanh phong chân nhân vào trong mắt, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức phớt lờ khí tức của một bộ kim thân pháp tướng, để mãi cho đến khi khi đối phương áp sát sau lưng, vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu gì. Quanh, nó đột một đập đôi cánh lớn, giống như một thanh đao sắc bén, chém mạnh về phía cánh tay của đối phương. Gần như cùng lúc đó, con dao long tưởng chừng như vật chết trên cánh tay kim thân pháp tướng lại bỗng nhiên mở mắt, cái đuôi giống như một chiếc roi sắt quật ra, chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, đã xé rách cánh của thải nghe yêu hoàng rồi. Rắc chỉ trong nháy mắt sau đó, trấn một kim thân đã phát lực, trực tiếp bẻ gãy cổ con gà yêu kia, rồi gần như ngay sau đó, nó lại buông cánh tay ra, nắm đấm to lớn hung hăng đập xuống, yêu ma vốn nổi tiếng nhờ thân thể cường hãn, nhưng ở dưới quyền phong kia, lại không chiếm được một chút ưu thế nào, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, cái đầu vốn đã gãy nghiêng xa một bên, bị một quyền này đánh cho gần như gục hẳn xuống. Cái mỏ chim bén nhọn cũng vỡ vụn hơn phân nữa. Thật hiển nhiên đòn tập kích bất thình lình nọ đã làm thải nghe yêu hoàng có chút choáng váng, nhưng cũng vì đòn đã kích kịch liệt kia mà hung tính của nó đại phát, hai cánh đập mạnh, muốn bay lên trời. Đáng tiếc trấn một kim thân có thể cho nó cơ hội sao, cảnh giới tu vi giữa hai bên vốn chênh lệch không xa, đương nhiên phải đánh rắn dập đầu, nhổ cỏ tận gốc. Kim thân phản ứng cực nhanh, trực tiếp nắm lấy đôi cánh của nó, cánh tay lớn càng bành trướng lên, đột một ném thẳng con yêu hoàng kia xuống đất. Ngay sau đó là một cặp giò to lớn hung ác đạp thẳng vào ngực đối phương. Ca! Ca! Tiếng xương nước nặng nề liên tiếp vang lên. Nhìn hai con quái vật khổng lồ nọ đột nhiên lao vào chém giết, dịp hô hấp của Lý Thanh Phong cũng dồn dập thêm mấy phần, trong lòng gã vui mừng quá đổi, vội vàng thu lại màn nước, lấy vài món pháp bảo ra, gần như muốn trực tiếp vứt chúng đi rồi thi triển pháp quyết, liều mạng chém thẳng xuống con kê yêu trước mặt. Đa tạ tiền bối. Khẳng định là cả ngày gã phải thu thập phiền phức thay nhiếp sư huynh, nên ngay cả lão thiên gia cũng không nỡ lòng bàn quan đứng ngó. Lúc sắp chết lại có cơ hội chuyển biến, ngươi, dừng tay, cho bản hoàng, thải nghe yêu hoàng khép hai cánh lại, ngăn cản trấn ngục kim thân dẫm đạp, còn chưa kịp làm gì hơn đã bị pháp bảo để lại mấy dấu vết trên người đến đây rốt cuộc nó cũng phản ứng lại bộ lông chim toàn thân phát sáng hiện ra một mảnh thần quang bảy màu lại tựa như dòng nước lan tràn ra ngoài nhanh chóng bao phủ lấy trấn ngục kim thân trực tiếp hạn chế hành động của kim thân hệt như vừa rơi vào trong vũng bùn đồng thời trong miệng kê yêu cũng phát ra một tiếng kêu the thé trong chốc lát sau đó thất thải thần quan vốn đang ở trạng thái sền sệt lại bỗng nhiên lộ rõ mũi nhọn của mình trấn ngục kim thân cảm thấy tình huống không đúng giao lông trên hai tay hung hãn nhào ra Kim Long phì phò hai tiếng đã nhai nát khuôn mặt thải nghe yêu hoàng, U Giao càng trực tiếp dùng cái đuôi sắc bén xỏ xuyên qua bụng nó. A. À. Dưới cơn đau đớn mãnh liệt, vần hào quang bảy màu kia lập tức co rút lại trong nháy mắt, bao phủ lấy thân thể kê yêu. Nó lão đảo đứng dậy, hai cánh rung rẩy bay lên không, to gan lắm. Ta phụng lệnh kim tình sư hoàng đến đây đuổi bắt đệ tử Ngô Đồng Sơn, ngươi là người phương nào cũng dám nhúng tay vào việc này, mặc kệ lời hăm dọa này có hữu dụng hay không, hiện giờ thải nghe yêu hoàng cũng chỉ có thể lôi con sư tử kia ra làm lá trắng, đương nhiên là nó sẽ không liều mạng vì con sư tử kia rồi. Chuyện không thể làm, nhiều nhất là sau khi trở về, nó giải thích một câu kiểu như, đám tu sĩ bên ngoài không nể mặt sư hoàng, trực tiếp dẫn lửa giận ra bên ngoài là được. Nhưng kê yêu lại không nhận được bất cứ lời hồi âm nào cả. Kim thân pháp tướng trước mặt nó hệt như một con hung thú chỉ biết dết chóc, từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng phát ra bất cứ thanh âm nào chỉ thấy chiếc áo choàng màu và nhạt phía sau lưng nó khẽ chập chờn bỗng nhiên thân hình biến mất tại chỗ tốc độ còn nhanh hơn cả yêu hoàng ở cuộc thứ mười tám là kê yêu quanh 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 nắm đấm màu vàng sậm giống như không biết mệt mỏi cứ liên tiếp hạ xuống nếu không có thần quan bảy màu bảo vệ chỉ sợ thải nghe yêu hoàng đã sớm ném đi nửa cái mạng của mình rồi dù vậy những đòn tấn công liên hoàng của đối phương vẫn làm cho ngũ tạng của nó gần như rơi vào hỗn loạn rối tinh rối mù thanh hoa phu nhân lại giáng xuống một chữ nữa trực tiếp đánh vỡ một phần hào quang trên người kê yêu lấy trình độ cường hãn của kim thân đối đầu với con yêu hoàng này nên là một trận chiến nghiền ép nhưng yêu hồn của nàng quá mức nhỏ yếu căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực của kim thân cũng chính vì vậy cảm giác cấp bách trong lòng thanh hoa càng thêm mãnh liệt cảm giác tự trách cũng không kiềm chế nổi lại lập tức bùng lên nàng rất sợ mình sẽ bị thay thế nhưng biểu cảm như vậy rơi vào trong mắt thải nghe yêu hoàng lại khiến nó có chút bất đắc dĩ kèm theo phẫn nộ điên cuồng nó vốn không biết mình đã đắc tội vị tu sĩ hóa thần này ở chỗ nào lại khiến đối phương nhất quyết đuổi theo không bỏ hệt như đã kết đại cừu sinh tử với nó từ lâu rồi đủ rồi người kia ngươi cứ mang đi là được rốt cuộc nó cũng tỏ ra yếu thế trong lúc nói chuyện một luồng huyền quang lại nhanh chóng hạ xuống từ phía chân trời trực tiếp hòa tan ánh sáng trên người kê yêu Trấn ngục kim thân nắm lấy cơ hội đó, trực tiếp tóm lấy đầu của kê yêu, năm ngón tay như móc sắt đâm thẳng vào xương sọ đối phương, hung hăng bóp nát nó, nhưng chưa hết, hai chưởng của nó lại vung lên, lần lượt tóm lấy hai cánh của kê yêu, dùng tư thế hung thần ác sát, xoẹt, một tiếng xé đôi đối phương thành hai nửa, nhìn yêu huyết đỏ tươi rơi xuống đầy trời, mí mắt nữ nhân vừa xuất hiện trên không trung thoáng giật giật hai cái, sau đó thu hồi tiểu tháp trên tay. Miêu sư tỷ Thanh Phong chân nhân thấy rõ dung mạo người tới, lại càng vui mừng, "Sao ngươi lại tới đây?" Miêu Thanh Tuệ ném qua một cái nhìn đầy khinh thường, cũng không thèm để ý đến gã, mà chấp tay về phía Kim Thân, "Đa Tạ đạo hữu đã cứu sư đệ của ta." Nghe vậy, Thanh Phong thoáng giật mình một cái, thì ra là quen biết, nhưng Trấn Mục Kim Thân chỉ nghiêm túc thu thập tàn thể của yêu ma, hoàn toàn không có ý đáp lại. Đó còn chưa phải điều làm Thanh Phong kinh ngạc, bởi vì gã cả càng cảm thấy kinh ngạc hơn khi Miêu sư tỷ từ trước đến nay vốn cao ngạo, vậy mà giờ phút này lại không để lộ ra một chút bất mãn gì chỉ hơi có vẻ lúng túng đáp xuống thuận miệng nói sao chỉ có một mình đạo hữu ở đây thẩm nghi đâu thẩm nghi ngay cả bộ kim thân này cũng có quan hệ với tiểu tử kia sao thanh phong chân nhân khẽ há miệng nhìn qua sau đó bắt gặp cảnh tượng trấn ngục pháp tướng mang theo thi thể yêu ma nghênh ngang rời đi chật vẫn cái tính cách quái đản như vậy miêu thanh tuệ lắc đầu nàng còn nhớ kỹ lần trước khi hai bên gặp nhau đối phương cũng lạnh nhạt như vậy dường như chỉ khi thanh niên kia mở miệng nói chuyện mới có thể làm đối phương sinh ra phản ứng sư tỷ đây là kim thân của đại càng chứng kiến đến đây rốt cuộc thanh phong cũng kịp phản ứng lại nhưng khi hỏi ra câu này trong lòng gã cũng cảm thấy tình huống này có chút không thích hợp cho lắm nếu đại càng có được cao thủ như vậy thì lần trước khi bị thanh khâu đến nhà bức bách vì sao bọn họ lại phải dựa vào thẩm nghi một mình độc chiến bày hồ ly không biết nhưng nếu bảo ta đưa ra nhận xét thì nó trông giống kim thân của thẩm nghi hơn miêu thanh tuệ rủa thầm một tiếng đương nhiên nàng biết đây là chuyện không thể xảy ra nhưng tính cách của pháp tướng này hơi quái dị không hợp lẽ thường giống như nó chỉ là một món công cụ hoàn toàn không có tư duy còn dễ dàng tha thứ cho tiểu tử kia dẫm lên vai nó nào có một chút ngạo khí của tu sĩ hóa thần hậu kỳ vậy thì hẳn là ta đã biết vì sao nó lại trở nên hung tàn như vậy rồi sắc mặt thanh phong thoáng trở nên ảm đạm, thẩm nghi đã xảy ra chuyện, u vĩ thương của hắn bị một con yêu hoàng mới quật khởi cướp đi, có lẽ đã lành ít dữ nhiều, chắc vị tiền bối này đang chờ cơ hội báo thù. Nghe lời ấy, sắc mặt miêu thanh tuệ khẽ biến, ngươi nói đùa gì vậy? Yêu hoàng nào có thể động được đến hắn, đối phương chỉ dùng một tay cũng có thể chém giết được tu sĩ hóa thần hậu kỳ của huyền quan động càng không ngu đến mức một mình chui vào động phủ của mười đại yêu hoàng kia hắn hắn lợi hại như vậy sao nhìn biểu cảm kinh ngạc của sư tỷ thanh phong lại ngây ngốc thêm một lát sau đó dường như nhớ ra cái gì gã vội vàng hét to tổ sư gia gia của ta hỏng rồi con yêu hoàng kia đang giao thủ với sư huynh các ngươi miêu thanh tuệ thực sự muốn dán một bạt tay đánh chết mấy tên nhóc này vốn tưởng rằng mấy sư đệ nhà mình chỉ lén lúc chạy ra ngoài đi dạo nàng mới đi một mình tới bắt người trở lại không ngờ đám nhóc này còn chọc phải phiền toái lớn như vậy nếu đối phương thật sự lợi hại như bọn họ nói vậy thì hôm nay ngay cả nàng có ra mặt cũng thúc thủ vô sách rồi ngươi lập tức trở về mời nhiếp sư huynh tới đây ta vào xem một chút miêu thanh tuệ không dám do dự thêm nữa đã trực tiếp xông vào thiên yêu quật nhưng không đợi nàng lướt đi trăm dặm đã thấy hai bóng người chật vật hoảng hốt chạy đến nơi này ngay khoảnh khắc nhìn thấy miêu thanh tuệ trong lòng đồng tâm xuyến đã lập tức có thêm một tia sáng, nhưng khoảnh khắc sau đó, cả lại quả quyết dập tắt tâm tư kia đi. Dù có thêm một miêu sư tỷ cả cũng không cho rằng đám người mình có thể đoạt miếng ngọc giảng kia về. Chỉ qua một lần giao thủ, con sư hoàng bá đạo kia đã có thể lưu lại bóng ma nặng nề trong lòng đồng tâm xuyến. Đi trước, quay về ngô đồng sơn. Cả lập tức dẫn theo dư triều an đã bị trọng thương, trực tiếp vượt qua sư tỷ nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Thiên yêu quật vừa có thêm một con yêu hoàng cường hãn không rõ lai lịch. Đây là chuyện cực kỳ kinh khủng, nó có nghĩa là đối phương không hề bị 10 đại yêu hoàng hạn chế, cũng không cần trấn thủ bảo địa, mà có thể tùy thời rời khỏi thiên yêu quật, việc này nhất định phải để sư phụ biết, Ngô Đồng Sơn. 13 căn nhà gỗ trống rỗng. Tổng cộng có 6 bóng người đang đứng dưới chân núi. Bọn họ đứng bên ngoài hang đá thủy liêm, ngay phía trước con đường nhỏ cần phải vượt qua nếu muốn đi vào bên trong dãy núi rất nhanh, bên trong đã có một bóng hình xinh đẹp đi ra, nàng dùng ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía mọi người. Người này chính là Khương Thu Lan vừa mới nhập môn. Linh Hề chân nhân lặng yên siết chặt hai tay, vẻ mặt lạnh xuống, trầm mặt vài hơi thở, nàng mới hờ hững nói, thông báo cho sư tôn, chúng ta có chuyện quan trọng cần gặp người. Chờ một chút. Khương Thu Lan gật gật đầu, sau đó quay người, đi vào trong phủ. Nàng bấm pháp quyết đánh thức nữ nhân khoác tầng sa mỏng, da thịt ống ánh kia. Đợi cho đến khi đối phương lười biến mở mắt, nàng mới chậm rãi lui ra ngoài, đứng chung một chỗ với những người khác. Cảm nhận được sự tức giận của đại sư tỷ, đồng tâm xuyến khẽ liếc nàng ta một cái, ánh mắt lạnh lùng, hôm nay có đại sự cần thương lượng, nhưng tâm tư vẫn đặt vào ba cái chuyện tranh sủng nhàm chán gì đó kia, đúng là ngu xuẩn không thể cứu nổi. Nói Trong động truyền đến giọng nói lười nhác của nữ nhân, mấy đệ tử liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức theo thứ tự đi lên phía trước, cẩn thận miêu tả suy nghĩ trong lòng. Mà theo thời gian trôi qua, sư phụ còn chưa phản ứng lại. Bọn họ đã mở to mắt nhìn nhau trước. Các ngươi đang nói đến pháp tướng gì thế? Thanh Phong ngạc nhiên hỏi. Trên cánh tay có kim long, cao sáu trượng, ta thấy ở thiên yêu quật, có chém giết xích tâm yêu hoàng ở cửa thứ 21. Đồng tâm xuyến nhíu mày nhìn lại, Thật ra trước đây không lâu ta cũng từng gặp qua vị này rồi, ở động phủ của U Vĩ Yêu Hoàng, đối phương chỉ cao có ba trượng. Dư Triều An được Thanh Phong đỡ lấy, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lên. Mười trượng Miêu Thanh Tuệ cắt ngang lời nói của mọi người, đồng thời cũng làm cho Thanh Phong càng thêm mơ hồ. Cái gì, chẳng lẽ tồn tại các ngươi đang nói đến chỉ là một người thôi sao? Nghe vậy, mấy người lại thoáng rơi vào trầm mặt. Đúng như những gì Thanh Phong nói, mấy thứ như kim thân pháp và công pháp này nếu tu luyện cùng một bản thì xác suất rất lớn sẽ có cùng một hình dáng như nhau nhưng lần nào nó xuất hiện bên cạnh cũng có thẩm nghi miêu thanh tuệ thản nhi nói ngoại trừ hôm nay trừ phi tiểu tử kia rảnh đến phát hoảng mỗi lần xuất hành đều dẫn theo tu sĩ khác nhau nếu không hẳn là những bộ kim thân pháp tướng kia chỉ là một người duy nhất nhiếp quân khoanh tay đứng bên cạnh hoàn toàn không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì cũng không có hứng thú muốn nghe. Hiện giờ, gã chỉ muốn đến bác phương thức lâu một chuyến. Cho nên điều các ngươi muốn nói là gì? Là có một tu sĩ âm thần thiên phú cực kỳ khủng bố vừa xuất hiện sao? Trong động phủ truyền ra giọng nói bình tĩnh của nữ nhân. Hồi bẩm sư tôn, điều đệ tử muốn nói là, võ miếu đồng thời có một tu sĩ đạo anh thiên phú tốt đến mức vượt xa người ngoài lý giải, cùng với một tu sĩ âm thần, cả hai giống như Nhật Nguyệt Giao Huy, chiếu rọi đại càng. Miêu Thanh Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, mà bây giờ, hắn đã thua trong tay một con yêu hoàng ở cuộc thứ 40. Nghe lời ấy, rốt cục Khương Thu Lan cũng ngước mắt nhìn lên. Ngoại trừ nàng, nhiếp quân cũng chậm rãi buông hai tay xuống, đệ tử cho rằng, chúng ta nên làm chút gì đó, ít nhất là phải bảo vệ vị tu sĩ âm thần còn lại kia, sau đó hỏi thăm hắn về tung tích của thẩm nghi, xem còn có cơ hội cứu vãn hay không. Miêu Thanh Tuệ tiến lên một bước, trịnh trọng nói. Đồng tâm xuyến cũng cất bước đi lên, không chút lưu tình nói. Con sư tử kia cuộc khởi quá nhanh, khẳng định là bên trong này có huyền cơ, ta lo lắng qua một đoạn thời gian nữa, nếu chỉ dựa vào một mình nhiếp sư huynh, sẽ cực kỳ khó khăn. T. Thanh Phong chân nhân khẽ thở dài một tiếng, không hổ là đồng sư huynh, nói một câu lại có thể đắc tội tới hai người. Quả nhiên, nhiếp quân im lặng nhíu mày. Linh hề chân nhân càng tức giận nhìn lại, cái gì gọi là chỉ dựa vào một mình Nhiếp Quân, chẳng lẽ nàng ta không được tính là người sao? Dưới sự kiên nhẫn chờ đợi của mọi người, rốt cuộc nữ nhân trong động phủ cũng truyền ra một câu nói, "Ừ, được." Ách. Miêu Thanh Tuệ Nghi hoặc nhìn lại. Nữ nhân kia thở dài, "Ý của ta là cái gì cũng được, các ngươi muốn làm cái gì cũng được, ngoại trừ Nhiếp Quân, hắn tạm thời không thể chết." Tiếng nói vừa dứt, trong động lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Nghe vậy, đồng tâm xuyến lặng yên cục mắt xuống. Người ngoài đều nói họ đồng gã tâm ngoan thủ lạc, âm độc vô cùng, nhưng người có lòng dạ độc ác lớn nhất thế gian, lại không ai vượt qua được nàng. Người ngoài đồn rằng nhiếp quân giết hóa huyết yêu hoàng, cho nên sư huynh đệ ngô đồng sơn của bọn họ bước vào thiên yêu quật, kiềm chế chúng nó, không cho chúng ra đi ra bên ngoài gây họa sinh linh. Nhưng nguyên nhân thực tế lại rất đơn giản. Đó chính là sư phụ lo lắng nhiếp quân sẽ xảy ra vấn đề, dù chỉ là một con yêu hoàng ở cuộc thứ 19, xác xuất thiên yêu cuộc sẽ gây tổn thương đến nhiếp quân chỉ vì chuyện này nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính đến, nhưng bọn họ vẫn phải đi hấp dẫn sự chú ý của chúng yêu, gạt bỏ một chút khả năng cuối cùng này. Nhìn như yêu thương tới cực điểm, kỳ thực nhiếp quân mới là tồn tại đáng thương nhất. Ở trong mắt sư phụ, sinh linh dưới gầm trời này, chỉ có bốn loại. Một, ngăn cản nàng rời khỏi Nam Dương Tông. Hai giúp nàng rời khỏi Nam Dương Tông. 3. Thay nàng tìm kiếm tuế quả kéo dài tuổi thọ, và loại thứ tư Đợi sau khi nhiếp quân thành tựu phản hư có được đạo bài để tiến vào bên trong thiên yêu quật, mở ra toàn bộ đại trận, thì tất cả mọi người đều sẽ biến thành, loại thứ tư, kia. Hiện giờ đạo cung của đối phương đã có hình thức ban đầu, chỉ cần bước vào hóa thần viên mãn, là có thể nước chảy thành sông leo lên cấp bậc phản hư. Ý niệm tới đây, đồng tâm xuyến kinh ngạc nhìn về phía các vị đồng môn nhưng bọn họ thì khác bọn họ còn phải sống ở nam dương tông cho nên con sư tử kia phải chết không thể để cho nó tiếp tục trưởng thành cảm nhận được ánh mắt đồng tâm xuyến quét tới vẻ mặt của khương thu lan lại không hề gợn sóng nàng vẫn bày ra dáng vẻ yên tĩnh như cũ nàng xuất thân từ đại càng cho nên không tin tưởng thế gia này lại có thể đồng thời xuất hiện hai tồn tại thiên phú dị bẩm như thế cái gì mà âm thần và đạo anh không có bất cứ người nào có thể vượt qua được ngọn núi cao kia bởi xét cho cùng khoảng hai năm trước hắn vẫn chỉ là một đống đất nhỏ bé không đáng kể thêm nữa bên cạnh đối phương vốn không có bất cứ một người đồng bạn nào cái gọi là nhật nguyệt giao huy có khả năng đó chỉ là hai mặt của cùng một phần mặt trời hay không về phần sư yêu trong miệng mọi người dù nó có bị bọn họ thổi phồng lên thành một tồn tại lợi hại hơn nữa khương thu lan cũng không cho rằng nó có thể so sánh với thẩm nghi dù sao nàng cũng từng tận mắt chứng kiến đối phương quật khởi rồi. Động phủ của tu sĩ, thiên yêu quật. Thẩm nghi thoáng phất tay, miếng ngọc giản trước mắt đã nhanh chóng bay vào lòng bàn tay hắn. Hắn quan sát hai miếng ngọc giản, sau đó chấp phá chúng lại với nhau, trở thành một miếng kính kể tựa như trời sinh ra đã thế. Muốn hấp dẫn đệ tử Ngô Đồng Sơn tới đây, nhất định phải cần trả giá một chút gì đó. Thẩm nghi đã sớm chú ý tới miếng ngọc giản đồng tâm xuyến vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay, nó lóe sáng không ngừng, giống như đang chỉ dẫn phương hướng cho gã vậy. Bởi lẽ đó, đến cuối cùng, hắn mới dứt khoát xuất ra u vĩ thương, mượn đối phương miếng ngọc giản này. Hắn muốn biết, rốt cuộc là món bảo vật gì, lại có thể khiến bọn họ không quan tâm đến một cái bẫy rõ ràng như vậy, vẫn quyết định ngàn dặm xa xôi chạy thẳng đến nơi này, thẩm nghi khép hai mắt lại, trực tiếp rót thần thức vào trong miếng ngọc giản kia. Phản hư Đoán thần thiên ti, chưa nhập môn sau khi thẩm nghi tiêu hóa xong nội dung bên trong ngọc giảng trên bản giao diện cũng đưa ra phản hồi đổi lại là trước đây chắc chắn thẩm nghi sẽ phải rót thọ nguyên vào đó thậm chí còn kéo cả đám yêu ma cùng nghiên cứu một phen mới có thể hiểu được đây là thứ gì nhưng giờ phút này hắn chỉ liếc mắt nhìn qua tâm thần đã nảy số đây là trận pháp không đúng thẩm nghi lắc đầu thay vì nói nó là trận pháp không bằng nói đây là một loại thủ đoạn bày trận sẽ đúng hơn Trèn dũa thần hồn, kéo tơ thành sợi, lại lấy sợi tơ thần hồn này kết nối với linh căn, Là có thể làm dùng phương thức tỉ mỉ nhất điều động thiên địa linh khí Nếu vận dụng nó để đấu pháp khẳng định là không có tác dụng gì Bởi vì thứ tỉ mỉ tinh tế như này được sinh ra vốn để dùng khi bày trận Giống như lần đầu tiên thẩm nghi tiếp xúc với trận pháp bên trong động phủ vậy đối phương phải dùng long viêm ngọc chi làm trận vật mới có thể ngưng tụ thành con sóng lửa bên ngoài. Nhưng nếu có thủ đoạn này, chỉ cần trận vật có thuộc tính tương ứng với linh căn là có thể trực tiếp dùng đoán thần thiên ti thay thế. Ngoại trừ đoán thần thiên ti pháp cơ bản ra, bên trong miếng ngọc giảng nọ còn bao gồm một chút tri thức về trận pháp, sở dĩ hắn chỉ nói là một chút, bởi vì hứa gia dùng vô số kinh nghiệm viết thành một cuốn sách dày, nhưng ở trong miếng ngọc giảng này lại dùng những từ ngữ cực kỳ tối nghĩa, chỉ ít ỏi vài câu đã khái quát được tình hình chung rồi. Nếu không phải hiện giờ trình độ trận pháp của thẩm nghi đã tăng nhiều, thì suýt chút nữa, hắn cũng không nhận ra những chữ kia mang ý nghĩa gì. So sánh với trong hứa thị trận pháp đồ lục, từng tấm trận đồ được trực tiếp miêu tả ra, cẩn thận đến mức chỉ rõ ra nên đặt trận vật như thế nào, nên vẽ phát thảo trận phù như thế nào, thì nội dung miếng ngọc giảng này truyền thụ càng giống như đang giảng một loại đạo lý nào đó. Nắm giữ được đạo lý này, sẽ không bị giới hạn bởi chi tiết nữa, hoàn toàn có thể tùy hứng triển khai, tùy tâm mà động. Vì vậy, trong này chỉ có duy nhất một tấm trận đồ, nó được cất giữ bên trong miếng ngọc giản thứ hai. Thứ hắn muốn chính là cái này. Thẩm Nghi nhìn miếng ngọc giản thứ hai, thứ được bao hàm trong đó chính là một tòa pháp trận có tên Thiết Họa Ngân Câu. Vai trò của nó cũng giống như đề thi cuối cùng bên trong một cuốn tài liệu giảng dạy, được dùng để nghiệm chứng xem những gì bản thân học được có thông suốt viên mãn hay không cũng chính pháp trận tên thiết họa ngân câu này đã thúc đẩy môn công pháp bên trong lên đến cấp độ phản hư chung quy lại nó cũng chỉ là vật nghiệm chứng không có tác dụng thực tế gì với kiến thức hiện tại của thẩm nghi rất dễ dàng để nhận ra giá trị của thứ này dù nó cố ý gia tăng độ khó của các loại chi tiết nhưng lại không có lấy một chút gia tăng gì đối với bản thân trận pháp nói ngắn gọn thứ này xuất hiện chỉ nhằm mục đích làm người ta buồn nôn mà thôi, chờ bày xong tòa trận pháp này, chỉ sợ địch nhân sắp nhàm chán đến mức buồn ngủ. Bởi vì đặc tính của đoán thần thiên ti, nên cần phải có bản thân ở lại nơi ấy, thời thời khắc khắc đều phải duy trì cung cấp linh khí cho trận pháp, má nó, thử nghĩ xem có ngu ngốc hay không. Đương nhiên, chữ thì chữ như vậy, nhưng học thì khẳng định là vẫn phải học. Bởi xét cho cùng, môn công pháp này cũng được gắn cho cái mắt phản hư, dù không tính tòa trận pháp cuối cùng ấy, chỉ nhắc đến đoán thần thiên ti kia, cũng có thể mang đến càng nhiều thủ đoạn cho hắn hơn, trong quá trình đấu pháp. Thẩm nghi lập tức khoanh chân ngồi, điều động thọ nguyên của yêu ma rót vào trong đó. Năm thứ nhất, ngươi chìm trong đâm chiêu, bắt đầu căn cứ vào những gì được ghi lại trong sách để thử nghiệm phương pháp kéo thần hồn thành tơ, so với trận pháp tùy hứng triển khai thì thủ đoạn có liên quan đến thần hồn cũng được ghi chép lại cực kỳ cẩn thận bên trong miếng ngọc giảng ấy, chỗ tốt là giảm bớt phiêu lưu cho hắn, còn chỗ xấu là toàn bộ quá trình trở nên buồn tẻ nhạt nhẽo vô cùng. Cũng may lần này thiên yêu quật lại đưa lên đại lễ, kê yêu 36.000 năm thọ nguyên, lại thêm hoảng yêu 12.000 năm thọ nguyên, chúng đã giải tỏa buồn phiền lo lắng cho hắn, giúp hắn thảnh thơi hơn, không cần phải đau đầu vì thọ nguyên của yêu ma trong một đoạn thời gian ngắn sắp tới. Thọ nguyên của yêu ma còn thừa, 86.000 năm thẩm nghi bình tĩnh lại, nhắm hai mắt xuống pháp y trên người hắn không hổ là thứ tốt, mặc dù miễn cưỡng chống chịu miếng trận bàn cuối cùng do đồng tâm xuyến kỳ ném ra, cũng không có bất cứ tổn thương nào. Chỉ có linh khí trong đó tiêu hao thôi. Nhưng trận pháp khách trên kiện pháp y này lại mang theo công hiệu tự động hấp thu linh khí bổ sung cho bản thân. Tuy hơi chậm một chút, nhưng cũng đủ để thấy tâm tư của người may vá kia chu đáo đến mức nào. Thẩm nghi thoáng cảm nhận tình huống của pháp y một phen, rồi lấy yêu đan ra, Bắt đầu sử dụng khí tức của mình chủ động bồi bổ cho nó, cẩn thận một chút luôn luôn đúng. Nhưng hắn thực sự không ngờ, món đồ chơi này lại ăn nhiều như vậy. Nó trực tiếp rút khô hắn đến 26 lần, lúc này mới khôi phục về trạng thái lúc trước khi hắn nhận được nó. Kinh khủng, không thử không biết, thử xong thẩm nghi mới kịp phản ứng lại, hóa ra món pháp y này đã thay hắn chống đỡ biết bao nhiêu lần trọng kích rồi. Chờ đến lúc hắn dương mắt nhìn lên, mí mắt lại giật giật thọ nguyên của yêu ma đã mất đi hơn 17.000 năm rồi, mà thôi diễn vẫn đang tiếp tục. Năm thứ 17.300, phương pháp dẫn tơ của ngươi đã thuần thục, nhưng trong người có đến năm loại linh căn, cần để thần hồn thích ứng với sự khác biệt của chúng nó từng bước một, phải đạt đến trình độ không quấy nhiễu lẫn nhau, tránh để lúc bày trận lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được rồi, từ từ mà thôi diễn đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.